Đến trưa 23 tháng 3, người dân tại chung cư Carina, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hết run sợ, hoảng hốt sau vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày khiến 13 người chết, 28 người bị thương. Trong 13 nạn nhân thiệt mạng có 3 trẻ em, 2 nam 1 nữ, 10 người lớn, 3 nam 7 nữ. Hiện tại 13 nạn nhân thiệt mạng thì 8 người được chuyển về bệnh viện Nguyễn Tri Phương, 3 năm người chuyển về bệnh viện An Bình. Những người bị thương khác hiện đang cấp cứu tại các bệnh viện. Nhiều nhân chứng đã kể lại giây phút kinh hoàng khi xảy ra sự việc. Trong đó có một điều đáng chú ý là hệ thống báo cháy tại đây không hoạt động, cũng như họ không nghe bất kỳ thông báo khẩn cấp nào khi xảy ra vụ cháy. Thì tối tầm khoảng 1 giờ mấy á, thì đang ngủ thì không có nghe chuông báo động hay là bất cứ cái hệ thống phòng cháy gì nó hoạt động hết. Thì đang ngủ thì khói vô nó ngợp quá. Thì chỉ giật mình dậy là mở cửa ra là thấy dân ở dưới đây người ta la. Rồi cháy khói vô là bắt đầu tự ra thang bộ chứ hoàn toàn không ai hỗ trợ hay cái gì hết, tự mình chạy xuống từ lầu 19 chạy xuống dưới tầng lầu trệt thôi. Mà chú lúc đó chú có nghe tiếng là chuông báo hay là có tiếng thông báo gì? Không có một cái tiếng gì báo được hết. Không có một cái báo gì hết, em không ai báo gì hết trơn. Đang ngủ tự nhiên mình nghe tiếng rầm rầm thì mình cứ tưởng là xảy ra gây lộn gây lạo gì thôi. Ở đây là một số anh em mà ta xuống được thì thấy nhiên khói mù mịt thì mình cứ lớn nghĩ là mình ngủ mê lúc có 1:15 phút rồi. Cái xong rồi cái tự nhiên sao mở cửa ra cháy rồi. Thì lúc đó bắt đầu chị bước ra khỏi nhà thì chị nghe cái mùi khét khủng khiếp luôn, mùi khét đặc trưng mà đặc biệt là của điện. Rồi thì vừa mở cửa ra coi như là khói nó tuồn vào, mà mình ở lầu 14 mà tuồn vào như vậy là coi như quần áo xong xên không còn một cái gì hết, chỉ có lôi con mà chạy mà thôi. Thế là chạy ngược xuống tầng 9 là bắt đầu thấy nhà ta cúp điện rồi thì mở cửa đại tông đại vào luôn, thì cứ vớ lại cái quần áo của ai là nhúng nước chụp vào mặt hết, rồi ta nói là cháy đâu ở dưới hầm, chạy ngược lên tinh thần bây giờ cảm thấy giống như là hỏa ngục trên không, cảm thấy vẫn còn sợ lắm, rất là sợ, tại vì mình ôm con cái mình nữa mà luôn sợ mà lo cho người già. 4:30 mới được thoát khỏi để xem tình hình như sao. Bây giờ thì quần áo cũng phải đi mượn của ta bận, mà quần áo mình không còn hết rồi, không còn gì người, cái quần đồ ngủ đồ ngủ của mình nó không phải là cháy, mà nó màu đen của cái thằng thợ mỏ, của anh thợ mỏ. Nó đen toàn bộ, có nghĩa là chỉ còn hai con mắt như anh thợ mỏ mà thôi. Thì mình phải đi qua nhà một người bạn mượn bộ đồ mặc đỡ để đi về lại để kiểm tra. Bây giờ chưa ai được lên. Khỏi quá em chịu được dịch hay ha. Trời ơi, đâu có chịu nổi đâu chú. Mình, cái giọng của mình nó đau xót nhất là khi một cái căn hộ tầng 5 này. Em không tưởng tượng nổi đâu. Vào mà bế cái thằng nhỏ quấn vào, cái con nhỏ hay thằng nhỏ gì quấn vào miếng vải trắng đi xuống. Chết tưởng tượng em đấy. Con người á, nó đen hết, từ đây là chết hết rồi, chết rồi. Sáng cùng ngày, công ty Sài Gòn Coop đã cung cấp miễn phí nước uống cũng như thức ăn, quần áo, giày dép hỗ trợ người dân. Thì sau cái hỏa hoạn thì bà con dân cư trong cái khu căn hộ này là rất là hoảng loạn, và nhiều người thì khi mà thoát ra khỏi thì thậm chí còn có những người mà không có áo mặc trên người hay dép đi, họ đang rất là khổ và cũng không có chỗ ăn chỗ ở. Thì khi mà trước cái tình hình này thì ban lãnh đạo của Sài Gòn Coop có chỉ đạo cho các anh em tại đơn vị ở đây, đồng thời các cửa hàng, các cái siêu thị Coop Mart ở trong cái khu vực gần khu vực này thì tăng cường vận chuyển hàng hóa, áo quần, giày dép qua để hỗ trợ bà con trong cái lúc khó khăn như thế này. Lãnh đạo quận 8 cũng đã chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người bị chết 15 triệu đồng, người bị thương 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường 16 cũng hỗ trợ các gia đình có thương vong từ 2 đến 5 triệu đồng. Tại cuộc họp báo khẩn sau vụ cháy kinh hoàng, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy là từ một chiếc xe máy đậu dưới tầng hầm, chưa xác định được do sự cố điện trong chiếc xe này hay bị cài đặt để gây nổ. Đến trưa cùng ngày, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã đến chỉ đạo vụ việc và thăm hỏi chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cho biết là chúng tôi có chỉ đạo về gì đối với phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh hay không ạ? Chúng tôi về chỉ đạo sâu thì đồng chí Bí thư Thành ủy đã có kết luận về chỉ đạo. Thứ nhất là hiện nay là phải điều tra kết luận nghiệp cháy cùng với quận thành phố. Thứ hai là tổng kiểm tra, rà soát lại năng lực phòng cháy của tất cả các nhà công trình cao tầng, siêu cao tầng nói chung và cái năng lực quản lý quản trị của các ban quản lý các khu.
đồng thời là tiến tới rà soát đánh giá cái chất lượng của các ban quản lý, chất lượng các hệ thống phòng cháy cháy của các tòa nhà, và từ đó để nó tốt thì tiếp tục phát huy, chưa tốt thì thông báo trở lại và công khai để cho các ban quản lý, đúng không, các cái đội dân phòng phải khắc phục. Nhưng mà cách quan trọng nữa là phối kết hợp để tập dượt cho người dân biết cách cơ chế phối hợp thoát hiểm thoát nạn, chứ lúc ấy cháy nổ rồi là cuống hết lên, cuống hết là chỉ có dẫm đến nhau thôi, và nhiều người sợ nhảy từ trên cao xuống. Thì đấy là cái mà chúng tôi muốn là cái trao đổi sắp tới về mặt tuyên truyền, về mặt nhận, để nâng cao nhận thức cũng như những cái kiến thức ban đầu thôi, chuyên sâu thì được chuyên nghiệp. Thì đấy xin trao đổi với các phóng viên như vậy.